Bác tên là Sĩ. Người ta vẫn hay gọi bác với cái tên thân thương là bác sĩ. Bác đến đây là bởi vì bác cần chữa bệnh cho cháu. Cháu không bị bệnh gì hết, cháu đang rất khỏe. Theo như phản ánh của cô giáo trên lớp, cháu mắc một bệnh rất là nguy hiểm. Cháu rất khỏe mà. Cháu mắc bệnh nói nhiều, nói chuyện trong giờ học và hay ăn quà vặt trong giờ học nữa. Cho nên bác phải chữa trị cho cháu. Từ nay cháu sẽ không nói chuyện trong giờ học và không ăn quà nữa. Cháu sợ điên lên bác sĩ ơi. Thuốc chữa bệnh lắm mồm á. Bác sĩ có còn ống mò khác nữa không? Cháu vẫn còn bị bệnh này, cháu chưa khỏi. Chị Thương muốn mê cho tất cả các em, chắc hẳn là các em đang thắc mắc tại sao vị bác sĩ lúc nãy không tiêm thuốc vào tay mà lại tiêm thuốc vào miệng của chị đúng không? Rất là đơn giản thôi, bởi vì đó không phải là thuốc mà không có tác dụng thay thuốc chữa bệnh, mà đó chính là một loại kẹo, nó có tên gọi là kẹo ống tiêm. Ở trên bàn của chị đang có rất là nhiều kẹo ống tiêm. Tuy nhiên trước khi giới thiệu về loại kẹo thú vị này cho các em thì chị sẽ khoe với các em một tin vui. Đó là hôm qua khi mà chị đang tìm kiếm đồ ăn ở trên đống hàng hóa trên shop của chị thì chị đã phát hiện ra được một cây kẹo này. Tudu, đây chính là kẹo kem đánh răng. Điều khác lạ của nó đó là khác với các loại kẹo kem đánh răng có bán ở trên shop, nó có hình thù khác và nó cũng to hơn nữa. Chỉ có một cây kẹo duy nhất thôi, cho nên chị nghĩ rằng nó sẽ ngon hơn các cây kẹo ở trên shop của chúng ta bán. Vì vậy chị lấy về đây bán thử. Bây giờ chị sẽ mở nó ra cho các em cùng xem luôn nhé. Ở bên ngoài thì có in hình của hai chú Minion rất là đáng yêu luôn. Chị sẽ mở ra xem bên trong nó có giống với típ kẹo mà chị vẫn thường hay ăn không nhé. Chưa mở hết nắp mà chị đã cảm thấy một mùi rất là thơm rồi các em ạ. Mùi thơm này là mùi thơm của chuối. Thơm quá các em ạ. Sẽ nặn ra tay cho các em cùng xem. Nó cũng dẻo và dai y như vậy. Các em nhìn này, rất là bóng luôn. Rõ ràng chị ngửi thấy mùi chuối, nhưng mà khi ăn thì chị cảm thấy giống như kiểu mùi của nước Coca-Cola vậy. Lớp bên trên là nước thôi, đây mới là gum các em ạ. Đó, các em nhìn này. Về chất kẹo bên trong thì chị cảm thấy rằng nó cũng giống cái típ kẹo mà chúng ta đang bán ở trên shop. Tuy nhiên hộp của nó thì to hơn các em ạ. Các em nhìn này. Đó. Khi ăn độ ngọt cũng như là mùi vị thì giống y hệt. Tiếp theo thì chị sẽ nặn từ hai loại kẹo này ra đĩa cho các em cùng so sánh luôn nhé. Đây là kẹo kem đánh răng Minion. Còn cái này là kẹo kem đánh răng ở trên shop của chúng ta. Không biết có giống nhau không nhỉ? Nay chị đã ăn gần hết rồi. Wow, kẹo ở trên shop của chúng ta dai hơn. Khá là thơm nữa. Nhìn chung thì chị không thể nào phân biệt được hai loại kẹo này. Khi ăn thì nó cũng tương đối giống nhau, cho nên chị nghĩ rằng nó chỉ khác nhau ở cái vỏ thôi. Và bây giờ sẽ là kẹo ống tiêm. Kẹo này thì quả thực rất là thú vị luôn, bởi vì lúc nãy bác sĩ Thúy đã cho chị ăn thử và chị rất thích. Ở đây thì có 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu. Hình như chị có 4 màu thôi thì phải. Chị sẽ mở từng cái ra cho các em cùng xem luôn nhé. Đó, kẹo này có nguồn gốc từ Nhật Bản cho nên rất là an tâm khi mà chúng ta ăn. Wow, trông bên trong như kiểu là slime vậy các em ạ. Đó, slime trong suốt. Màu tiếp theo là màu cam. À, màu nào cũng đẹp hết.
Màu đỏ này thì lúc nãy chị vừa ăn thử, ngon cực kỳ. Cuối cùng là màu xanh lá. Wow, không biết các màu này có vị khác nhau hay không nhỉ? Màu đỏ lúc nãy chị cảm thấy mùi của dâu rất là thơm ngon rồi. Bây giờ chị sẽ ăn thử màu xanh. Cách ăn loại kẹo này thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần gỡ cái đầu nó ra. Đó. Sau đó cho vào mồm và đẩy cái xi lanh này, giống như kiểu là bác sĩ đang tiêm đấy. Các em chú ý là đẩy một ít thôi, không thì nó sẽ rất là ngọt luôn. À, kẹo này ngon quá, nó có vị chuối kìa mà. Ngọt ngọt chua chua, thơm thật luôn. À, tuyệt vời. Lúc nãy thì chị tưởng rằng bên trong kẹo có kim tuyến, nhưng mà không phải các em ạ. Ở bên ngoài ống tiêm có kim tuyến, cho nên chị nhìn vào bên trong chị cứ tưởng là kim tuyến. Bây giờ sẽ là kẹo màu xanh. Màu xanh lá cây sẽ là vị gì đây nhỉ? Vị kiwi chăng? Cũng mở nắp ra, sau đó cho vào trong miệng. Đúng rồi, mùi thơm của kiwi. Vậy là mỗi màu sẽ có một vị khác nhau. Chị sẽ thử mút thay vì đẩy ống tiêm nhé. Mút không được em ạ. Không được, phải đẩy ống tiêm mới được. Loại này thơm, ngon nhưng mà chị thích loại ban đầu hơn. Đó, sau khi ăn xong rồi chúng ta cần lại nắp nó lại để bảo quản. Hi, rất là dễ đúng không nào? Nước này dù có bị đẩy lên nó cũng không bị ra ngoài nữa này. Hi, không thể nào đẩy luôn. Đậy nắp vào là không đẩy được nữa em ạ. Tiếp theo sẽ là ống tiêm màu cam. Cũng mở nắp ra này. Màu cam, đố các em biết có vị gì? Anh Tiểu Thúi, đố anh Tiểu Thúi biết màu này có vị gì? Vị dâu chứ gì? Vô duyên à, màu cam thì phải có vị của cam chứ anh Tiểu Thúi, đúng không có biết gì? Cái màu đỏ vị của ớt à? Màu đỏ vị của sting. Sting dâu đó. Lúc nãy thì do chị đã ăn hết ống tiêm màu đỏ rồi, anh Tiểu Thúi không được ăn một miếng nào hết, cho nên ống này chị sẽ nhường cho anh Tiểu Thúi. Yeah. Nói đùa thôi. Đưa đây. Cái ống đấy em cho vào trong miệng mút rồi đó. Anh Tiểu kỳ quá. Thơm mùi của cam lắm luôn. Ống này ngon hơn cả ống màu xanh nữa các em ạ. Chị rất là thích. Nếu mà chúng ta trộn thử 4 vị lại với nhau thì nó sẽ có vị gì ta? Dâu này, chuối này, kiwi này và là cả cam nữa. Sẽ tạo ra một hỗn hợp có vị gì đấy nhỉ? Chị sẽ đổ ra thử xem nào. Wow, các em nhìn này, nhìn nó như kiểu là mật ong vậy. Rất là dẻo luôn. Nhìn thấy không? Màu cam và màu xanh da trời thì sẽ tạo ra màu xanh lá. Vậy thì màu đỏ và màu xanh da trời sẽ tạo ra màu gì nhỉ? Wow, hình như là màu tím các em ạ. Các em có nhìn thấy không? Bây giờ sẽ là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây và màu đỏ thì tạo ra màu xanh đậm, xanh nước biển đó các em. Còn màu xanh lá cây và màu cam, chị không thấy có màu gì đặc biệt ở đây, không nhìn rõ nữa. Không nhìn rõ các em ạ. Tiếp theo thì chị sẽ trộn đều nó lên. Wow, màu
màu gì sẽ xuất hiện anh tiểu thúi? Màu đen. Màu này là màu cầu vồng mà. Đó, đẹp chưa? Tương truyền rằng nếu ai ăn cái hỗn hợp này vào ấy thì sẽ bị đau bụng đấy. Thật á? Đúng rồi. Vậy hả? Vậy thì em phải làm sao đây? Em phải đưa đây cho anh. Đưa đây để anh ăn cho. Không được. Như vậy thì anh sẽ bị đau bụng mất. Không sao, anh tốt bụng lắm. Không. Đưa đây, anh tốt bụng. Vậy thì em sẽ phải chịu phần xấu xa là đau bụng thôi. Cái gì này ở phía dưới đẹp chưa? Anh tiểu thúi định dụ ăn chị nhưng mà chị không bị mắc lừa đâu. Cái em nhìn này, ở phía dưới đĩa đẹp không? Đó, có rất là nhiều màu sắc đúng không nào? Lúc đầu chỉ có 4 màu nhưng mà bây giờ chị nhìn ra nhiều màu lắm luôn. Nó giống như kiểu là bảy sắc cầu vồng vậy. Chị sẽ ăn hết luôn, không để cho anh tiểu thúi một tí nào hết. Và như vậy là chị vừa giới thiệu với các em một loại kẹo hết sức thú vị. Loại kẹo này ở trên shop của chúng ta có bán. Tuy nhiên đợt này về hơi bị ít cho nên bạn nào nhanh tay mới mua được nhé. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở lần sau.